11 cách tiêu tiền không tưởng của các tỷ phú Ấn Độ. Thử nghĩ xem sao nhé, bạn sẽ làm gì nếu có cả tấn tiền? Sắm cho mình một chiếc du thuyền với một biệt thự trên đó hay là ngủ trên một chiếc giường bằng tiền theo đúng nghĩa đen? Này, nếu là một tỷ phú Ấn Độ thì đó chỉ là một trong nhiều cách kỳ quái mà bạn có thể tiêu xài thôi. Vậy những người khác thì sao? Chà, hãy đếm ngược nhé! Bắt đầu từ số 11, một chiếc áo bằng vàng. Data Fuge, một doanh nhân từ Ấn Độ, phải thực sự thích vàng lắm đấy. Ý tôi là vào năm 2013, người đàn ông này đã thuê 15 trợ thủ công làm việc không ngừng nghỉ trong 16 ngày để làm cho anh ta một chiếc áo hoàn toàn bằng vàng. Chiếc áo sáng bóng được tạo thành từ khơ 14 miếng vàng 22 carat và đương nhiên là nó khá nặng đấy, khoảng 3,3 kg. Bạn có đoán được một chiếc áo như thế này có giá bao nhiêu không? Khoảng 240.000 đô la vào thời điểm nó được tạo ra đấy. Phút sau đó thừa nhận rằng ông đam mê vàng từ nhỏ và luôn mang theo rất nhiều đồ trang sức làm từ kim loại đá quý này. Nhưng đến mức này thì phải gọi là vác chứ không phải là mang nữa đâu nhỉ. Số 10. Một chiếc xe chống đạn. Với tài sản ròng trị giá 54,2 tỷ đô, ông trưởng dầu khí Mukesh Ambani là người giàu nhất Ấn Độ. Ồ, và bạn sẽ gặp lại anh ấy ngay hôm nay thôi. Tin tôi đi, nhưng trước hết hãy nói về xe của anh ấy nhé. Một chiếc Mercedes láng bóng với hình dáng thon dài, bạn có thể nhầm nó với một chiếc limo đấy. Nhưng vẻ ngoài sang trọng và cái logo xa gì trên đó không phải là thứ khiến chiếc xe này thú vị đâu. Trước hết, xe của Ambani được bọc thép hạng nặng, không chỉ chống đạn, chiếc xe này thậm chí còn có thể che chắn các vụ nổ bom cơ đấy. Như bạn có thể đoán, cái giá cho mức độ bảo vệ như vậy không hề rẻ, 1,6 triệu đô la cho hàng khủng này. Nhân tiện, vì lý do an toàn, nó chỉ đạt tốc độ tối đa là 160 km/h. Nhưng ai cần phải chạy nhanh khỏi nguy hiểm thì chiếc xe của bạn là không thể phá hủy chứ đúng không nào? Số 9. Sinh nhật hoành tráng. Lái một chiếc Ferrari không phải là điều gì đó quá kỳ quặc cho đến khi bạn phát hiện ra rằng đây là ý tưởng của một người cha Ấn Độ siêu giàu để làm quà sinh nhật cho cậu con trai 9 tuổi của mình. Người đàn ông này đã để con mình lái chiếc xe Ferrari F430 quanh khu phố với tốc độ tùy thích. Đương nhiên, ông đã gặp phải các rắc rối pháp lý vì món quà sinh nhật điên rồ này. Nhưng thật thú vị, mẹ của cậu bé lại tự hào về chàng trai nhỏ của mình. Cô cho rằng không phải ai cũng có thể nói là họ đang ngồi sau tay lái của một chiếc Ferrari ở độ tuổi trẻ như vậy. Chà, tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người còn chưa chạm vào chúng nữa cơ. Số 8. Một chiếc túi xách đính kim cương. Bạn đã nghe về Mukesh Ambani và chiếc xe Mercedes chống đạn chống bom của anh ta rồi phải không? Nhưng tôi nghĩ vợ anh ta cũng xứng đáng có một vị trí trong danh sách ngày hôm nay vì tình yêu của cô ấy với những thứ xa hoa đấy. Như một chiếc túi xách được phủ kim cương chẳng hạn, cô ấy có một chiếc túi siêu độc được trang trí bằng 334 viên kim cương và vàng trắng 18 carat. Hãng Chanel chỉ làm 13 chiếc túi như vậy, Vanita Ambani sở hữu một trong số chúng. À vâng, nó có giá khoảng 261.000 đô la, nhớ mà gửi một chút thì... Số 7. Nước uống nhập khẩu. Bạn có thể đã nghe nói rằng cricket rất phổ biến ở Ấn Độ và người chơi cricket là một trong những vận động viên được trả lương cao nhất, nổi tiếng nhất trong số họ là Virat Kohli, người cũng được biết đến với thói quen sức khỏe của mình. Tin hay không thì tùy bạn, vận động viên này chỉ uống nước Evian được nhập khẩu từ Pháp thôi. Giá của chai 1 lít có thể dao động từ 9 đến 30 đô la. Và vì Kohli rất chú ý đến lượng nước anh ta uống mỗi ngày, nên tôi nghĩ bạn có thể đoán ra được anh ta đã tốn bao nhiêu tiền mỗi ngày chỉ để giữ cơ thể đủ nước đấy. Số 6. Một chiếc giường làm bằng tiền. Một người đàn ông giàu có một giấc mơ thời thơ ấu rất khác lạ và cuối cùng anh ta cũng đã thực hiện được nó. Sama Akhazi đã sử dụng một lượng lớn tiền rupee, loại tiền tệ của Ấn Độ tương đương với 29.000 đô la để làm một chiếc giường từ các bó tiền mặt. Và cuối cùng anh ta cũng đã đạt được mục tiêu rồi nhỉ? Số 5. Một chiếc Boeing cá nhân. Hãy trở lại với Mukesh Ambani và khả năng tiêu tiền đặc biệt của anh ta nhé. Chắc phải dành nguyên một video cho anh chàng này thôi. Nhưng bây giờ, hãy nói về máy bay nào. Trước khi sắm chiếc máy bay cá nhân này, người đàn ông giàu nhất Ấn Độ đã mua cho người vợ của mình một chiếc Airbus trị giá 60 triệu đô la để mừng sinh nhật. Và chỉ sau đó, Ambani mới có cho mình một chiếc Boeing trị giá 73 triệu đô la. Đây là một trong những máy bay riêng đắt tiền và sang trọng nhất thế giới. Và nếu từng có cơ hội bước vào trong, bạn có thể nghĩ rằng đây là một khách sạn đặc biệt. Nó có các phòng riêng, khoang điều hành, một phòng họp và ghế đủ cho 78 hành khách. Chiếc máy bay này nghe có vẻ như là một giấc mơ, nhưng vẫn còn nhiều điều thú vị về gia đình Ambani đấy. Hãy đợi nhé! Số 4. Một đám cưới khó quên.
trở lại năm 2013, thành phố Barcelona nổi tiếng của Tây Ban Nha đã gần như tắc nghẽn khi mà Pramod Mittal, em trai của ông trùm thép Ấn Độ Kailashmi Mittal, tổ chức lễ cưới cho con gái của mình. Cô dâu 26 tuổi đã kết hôn với một nhân viên ngân hàng đầu tư. Đám cưới này tiêu tốn của người cha hạnh phúc tới 73 triệu đô la đấy. Nghĩ một đám cưới với giá như thế sẽ giống như một câu chuyện cổ tích ngoài đời ư? Vâng, đúng là như vậy. Đầu tiên, cặp đôi đã kết hôn tại một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất Tây Ban Nha, Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Hơn 500 khách đến từ Ấn Độ và Thái Lan. Bên cạnh đó, trong suốt 3 ngày hoành tráng, một chiếc trực thăng đã bay lượn khắp thành phố để chụp ảnh sự kiện. Đường xá trong khu vực đã bị tràn lại, rượu champagne chảy lênh láng luôn. Chiếc bánh cưới nặng tới 60kg và các đầu bếp đẳng cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị các bữa ăn. Ôi cha! Số 3. Quả cưới bằng máy bay trực thăng. Một đám cưới Ấn Độ ngoạn mục khác diễn ra vào năm 2011 khi con trai của người đứng đầu Quốc hội Kawa Singh Tawa kết hôn với con gái của ông Subbi Singh Naurapuria. Ôi trời, đọc mà líu hết cả lưỡi luôn! Rõ ràng là toàn bộ sự kiện có chi phí khoảng 36 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những đám cưới đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Hơn 30.000 khách đã đến dự, 12 TV khổng lồ phát sóng trực tiếp và phải mất 40 ngày với 1.000 nhân công để chuẩn bị mọi thứ trước ngày trọng đại. Những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood như anh chàng này sẽ góp vui cho đám cưới. Vậy thì quà đám cưới là gì? Chà, tôi nghĩ rằng chú rể sẽ rất thích nó đấy, một chiếc trực thăng mới tinh. Số 2. Cung điện nổi trên nước. Vậy bây giờ, bạn đã biết về xe và máy bay của Mukesh Ambani hay túi sách sáng bóng của vợ anh ấy? Chà, còn gì nữa không nhỉ? À, có chứ, một chiếc du thuyền. Cung điện nổi này được trang bị mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng đấy. Xem nào, có một chiếc thang máy dẫn thẳng đến phòng của chủ sở hữu cũng như một quán bar, piano, phòng khách, phòng đọc sách và khu vực ăn uống. Trên tất cả tuyệt tác dài 58m và rộng 38m này có máy bằng kính hấp thu năng lượng mặt trời có thể gấp lại. Người ta đồn rằng giá du thuyền vào khoảng 100 triệu đô la hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa đấy. Số 1. Tòa nhà cao ốc tư nhân. Và cuối cùng, vị trí số 1 trong danh sách những người tiêu xài xả ga ở Ấn Độ thuộc về... Có ai đoán ra không nào? Vâng, một lần nữa đó là Mukesh Ambani. Và lần này, bạn sẽ làm quen với tòa nhà trời tư nhân của anh ấy. Nó nằm tại Mumbai. Không, nó không dành cho mục đích thương mại đâu. Đơn giản là một tòa nhà 27 tầng để ở thôi. Và cả gia đình Ambani hiện đang sống ở đây. Chi phí ước tính của nó là khoảng 1 tỷ đô la. Sau cung điện Buckingham, tòa nhà Antina cao 168m này là tài sản dân dụng đắt nhất trên hành tinh đấy. Anh ấy chắc chắn phải rất tự hào đấy chứ nhỉ? Bạn có thể thắc mắc tại sao một tòa nhà 27 tầng lại được gọi là chọc trời. Sau tất cả, nó không cao như khi bạn so sánh với các tòa cao ốc khác. Nhưng điều đáng nói là tất cả các tầng của tòa nhà đều có trần nhà siêu cao. Đây là lý do tại sao nó lại có kích thước tương đương với một tòa nhà 60 tầng. Nhân tiện, các tầng của tòa nhà đều khác nhau. Antina còn có một nhà để xe nhiều tầng, nơi bạn có thể đỗ 168 chiếc ô tô. Và điều này cũng không hề lạ vì Mukesh Ambani sở hữu một bộ sưu tập xe hơi khổng lồ. Trên thực tế, 6 trong số 27 tầng chỉ cần chứa các phương tiện của gia đình Ambani thôi. Có 9 thang máy tốc độ cao và 3 sân bay trực thăng trên tòa cao ốc này. Tài sản dân dụng đắt khủng khiếp này cũng có một rạp chiếu phim tại nhà cho 50 người, thẩm mỹ viện và chăm sóc sức khỏe, phòng khiêu vũ, một số bể bơi, phòng tập yoga và phòng tuyết nước. Vâng, bà không nghe nhầm đâu đấy nhé. Đó là nơi bạn có thể tìm thấy tuyết nhân tạo bất kỳ lúc nào, ngày hay là đêm, cho dù có người ở đó hay không. Và cuối cùng, người ta nói rằng có gần 600 nhân viên sống ở Antina mỗi lúc để chăm sóc tòa nhà khổng lồ và các trang thiết bị của nó đấy. Không hiểu là mỗi tháng nơi này tốn bao nhiêu tiền chỉ để duy trì hoạt động nhỉ? Vậy, thói quen chi tiêu của tỷ phú nào làm bà ngạc nhiên nhất? Hãy cho tôi biết phần bình luận bên dưới nhé! Và đừng quên cho video này một like nhé! Và chia sẻ nó với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký để luôn đồng hành cùng khám phá Top nha!